chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ông Môi-se có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy đàn để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ của ấy. Cứ như vậy, 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con gái đời này cưới vợ lấy chồng, chỉ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết chối dậy thì chính ông Môi-se cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người tất cả đều đang sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Mấy chị em ngồi xuống. Anh chị em nghe câu kết: vì đối với Thiên Chúa tất cả đều đang sống. Tất cả đều đang sống. Vì đối với Thiên Chúa tất cả đều đang sống. Ai là người đang sống như vậy? Sống không? Sống. Sống không? Sống. Bởi anh chị em hồi xưa tôi còn bé, tôi đi sinh hoạt, tôi có trò chơi như thế này. Bây giờ mời anh chị em đứng. Đứng. Mời anh chị em đứng lên. Thì tôi nói sống, thì tôi làm sao thì anh chị em làm vậy. Sống thì là có cử động. Nhưng mà khi tôi nói chết thì mình đang có cử điệu như thế nào, phải để yên như vậy. Thấy không? Ví dụ đang giơ tay là phải chết là yên như vậy. Ngồi thì ngồi yên. Nhớ không? Chết là không động đậy nữa. Nhớ không? Rồi. Anh chị em nói sống. Rồi đó. Sống. Tôi làm sao làm như vậy á? Chứ không phải là cứ chỉ cứ giơ tay rồi sống. Đây. Nhìn đây. Thấy chưa? Thấy. Thấy chưa? Rồi, mau. Sống. Chết. Sống. Chết. Khi chết mà sao mà cứ đứng ngơ mày không chịu ngồi xuống là sao? Sống. Chết. Sống. Chết. Sống. Ngồi ghế nó chết ngồi lắm. Thì chị em thấy là lúc đó mà chúng ta đi chơi là ai mà chết mà còn giấy là bị phạt. Mà ai mà chết không đúng cái tư thế của người hướng dẫn là cũng bị phạt. Thì tôi nói chết là như thế này, mà anh chị em chết lại như vậy là thua rồi. Không có đúng với cái tư thế của người hướng dẫn mình. Người hướng dẫn mình làm thế nào thì mình làm như vậy. Và khi người hướng dẫn mình làm sao thì mình làm y như vậy, thì lúc chết mình cũng phải làm y như vậy. Và như vậy thì mình mới xứng đáng được vào cõi sống thật.
Vậy cái người mà hướng nhất anh chị em nãy giờ, đố anh chị em người đó tên là gì? Người hướng nhất anh chị em tên là gì? Tỏ lại hướng nhất anh chị em tên là gì? Vâng, không phải là Cha Long đâu. Hướng nhất anh chị em chính là Giê-xu. Tôi chỉ là người quản trò trong trò chơi này mà thôi. Mà cái trò chơi cuộc đời của anh chị em là cái trò chơi mà mình phải đi theo cái ông quản trò Giê-xu. Người làm sao thì ta làm vậy. Người nói sao thì ta nói vậy. Người nghĩ sao thì ta nghĩ vậy. Người nhìn sao thì ta nhìn vậy. Người chửi sao thì ta người phía trước là tôi viết hoa, còn cái người phía sau là người viết chữ thường, là người khác, là người ta, chứ không phải là người viết hoa mang tên là Giê-xu. Cho nên người tức là Giê-xu nói sao thì ta nói vậy, nói sao thì ta nói vậy, người làm sao thì ta làm vậy. Bây giờ để châm khỏi đất lộn, Chúa Giê-xu làm sao thì ta làm vậy. Chúa Giê-xu nói sao thì ta nói vậy. Chúa Giê-xu nghĩ sao thì ta nghĩ vậy. Còn người thế gian, người ta làm sao thì ta chưa chắc phải coi. Nếu người ta làm sao thì ta chưa hẳn đã làm vậy, nhưng mà chắc chắn một điều là người ta làm vậy thì ta cứ phải thuộc lòng người ta. Làm sao thì tôi làm vậy, người ta làm vậy thì tôi cũng làm, cũng không làm theo, không làm theo. Và nếu anh chị em theo từng cử điệu, từng cử chỉ, từng lời nói của Đức Giê-xu thì chúng ta là người đang sống. Chúa Giê-xu nói với chúng ta trong bài tin mừng ngày hôm nay rất rõ ràng, vì tất cả chúng ta đều đang sống. Mà sống là sống cho Chúa, mà chết thì cũng chết cho Chúa. Vậy dầu sống hay dầu chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Mà dầu sống hay dầu chết, ta đều thuộc về Chúa rồi. Vậy thì sống chết còn nghĩa lý gì với ta nữa hay không? Không. Anh chị em nghĩ thử coi, nghe cho kỹ. Chúng ta là những người đang sống. Lời Chúa nói rất rõ, không có ai chết cả. Mà dầu chúng ta sống là sống cho Chúa, chúng ta chết là chết cho Chúa. Mà vậy thì dầu sống hay dầu chết thì chúng ta đều thuộc về Chúa. Mà sống thì ta thuộc về Chúa, chết ta cũng thuộc về Chúa. Vậy có sợ chết nữa hay không? Không. Ta phải xác tín được một cái điều đó. Xác tín được một cái điều là bây giờ tôi đang sống thì tôi đã thuộc về Chúa rồi, mà chết thì tôi cũng thuộc về Chúa rồi. Vậy thì sống chết còn nghĩa lý gì với tôi nữa hay không? Không. Cái chết không còn là cái gì, mà cái chết là cái cửa mở để tôi bước vào cuộc sống đời đời với Đấng mà tôi đã thuộc về Ngài lúc tôi còn sống ở đời này. Nghe rõ, lúc tôi còn sống ở đời này tôi thuộc về Chúa. Mà tôi xác tín rằng dầu sống dầu chết tôi cũng thuộc về Chúa. Trên đời này tôi thuộc về Chúa. Có chắc chắn chưa? Chắc chắn chưa? Chắc chắn chưa? Chắc rồi sao còn đi xin tội? Mỗi lần mình phạm tội là mình có thuộc về Chúa không? Mình thuộc về ai? Ma quỷ. Vậy thì khi mình đang thuộc về ma quỷ, mình xin tội, máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của mình thì mình thuộc về Thiên Chúa. Nhưng mà vì ta đang sống ở trong cái cõi đời này, đang trong cái đường đi này, mà cái đường đi này chưa đến đích, cho nên trên đường đi có thể té không? Có thể ngã không? Có thể vấp không? Có thể mệt không? Có thể bò lê bò càng không? Có. Cho nên chưa chắc. Mà dẫu vấp, dẫu té, dẫu ngã thì ta vẫn cứ đường ấy mà đi. Đừng có lái sang đường khác là được rồi, đừng có nhảy qua đường khác là được rồi. Cứ đường ta cứ đi. Đường ấy có thể gian truân, có thể vất vả, có lúc ngã quỵ, nhưng vẫn là cái đường ấy. Con đường ấy mang tên là đường Giê-xu, con đường của lòng thương xót. Cứ đường lòng thương xót mà đi thì không có sợ lại. Cứ đường lòng thương xót mà đi thì chúng ta biết rằng
cuối cái đường ấy là lòng thương xót, là cái cửa mở ra. Vậy thì chết là cánh cửa mở ra, chứ chết không phải là nấm mồ khép lại. Đó, chết là cánh cửa mở ra, chứ chết không phải là nấm mồ khép lại. Thôi còn gì đâu em ơi, có còn ai cha na 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 na. Chết không phải là gì đó. Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Đến đưa anh tên tần 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 nằm xoan. Không bạn bè, không có ai. Có bạn bè không? Có. Có bạn bè không? Có. Có chứ. Những người mà ngày xưa còn sống trên cõi đời này, Chúa nói với tôi là dùng tiền của mua lấy bạn hữu, làm việc thiện, việc phúc cho những người không có gì để trả lại con, thì những người ấy sẽ đón rước con vào nước trời. Những người bạn bè, chứ đâu phải bạn bè còn đó anh biết chăng anh, người tình còn đây em thấy không anh. Có. Nếu mà chúng ta quan niệm rằng là bây giờ tôi có bạn bè, bây giờ tôi có người tình, bây giờ tôi có xe hơi nhà lầu, và tôi nghĩ rằng là sau cõi đời này, cõi đời sau cũng phải sống y như vậy, và vì sống y như vậy cho nên cái ông thần này ông ấy kinh doanh hàng mã, ông ấy giàu cỡ này, cứ mua bao nhiêu nhà lầu, bao nhiêu xe là xe hơi, ông mua đầy rồi bà này thấy chồng mình chết, mua cho cái xe hơi cho ông ấy, xe hơi bao nhiêu triệu, mất 1,5 triệu đốt hết 1,5 triệu. Rồi cái ông này thấy thương bà xã mình quá, lúc mà sống bà xã mình hay mặc đầm, hay mặc đầm, bây giờ bà ấy chết sợ bà không có đầm bà ấy mặc, cũng phải mua mấy cái đầm 10 cái. Mua 10 cái, mua cái bao nhiêu cái ông bán hàng mã kia, mua cái bao nhiêu, 500 ngàn. 10 cái là mất đi đứt 5 triệu, vừa mới cho vào 5 triệu này em yêu bố của lòng anh, cho vào đến 5 triệu tiêu hết. Và nghĩ rằng là những người thân yêu của mình sẽ được đi xe hơi có không? Được mặc đầm có không? Không, thưa anh chị em, không có. Cho nên đừng có dại dột mà nghe cái lời đường mật, nghe lời nhảm nhí, những lời mê tín, rồi thì mua biết bao nhiêu. Thậm chí là có ông ngày xưa, ông này là ông chuyên mua đi massage. Lúc mà ông ấy chết, bà sợ là dưới đó không quay massage cho ông ấy. Người kia người nó biết cái đó, cái thần kinh doanh thằng mã này làm 5 cô gái massage, bà này thần đấy, thằng mã rất là đẹp. Bà này thành 5 cô massage về cũng cho lên. Mỗi cô massage là bao nhiêu? 5 triệu. Tôi 5 buổi là bao nhiêu? 25 triệu. 5 triệu một cô đốt hàng nặng vì nó mắc lắm mà đừng làm y thật. Thì thưa anh chị em, vì người ta thức có cái quan niệm sai lầm là đời sau với đời này như nhau, giống như là cái ông thần về phái Sa Đốc là không tin có đời sau, muốn vặt vẹo Chúa Giêsu mới bảo rằng là theo luật mà tôi thì tôi kỳ đầu này. Không có bạn chưa? Có rồi.